Vâng, rất vui được gặp lại các bác và anh em trong video này hôm nay của Zika Audio. Vâng, ngày hôm nay Zika Audio về được mấy đôi loa siêu chép Pioneer X200 hàng sản xuất tại Nhật Bản để cho anh em lắng nghe và một sở hữu cho mình những đôi loa siêu chép cực kỳ là hiếm và thật sự là hay. Vâng, đầu tiên em đưa các bác đến là những giao diện phía bên ngoài. Phía đây là phía mặt trước và mặt sau em để chúng ta dễ quan sát. Vâng, đem về 5 đôi. 5 đôi ngày hôm nay còn đẹp, rất là long lanh luôn các bạn. Đây là thương hiệu Pioneer của Nhật Bản và model là X200 các bác nhé. Model X200 và sản xuất tại Nhật Bản và công suất của nó là 200W các bác nhé. Có cái hàng bãi được thiết kế cái mặt chép công nghệ titan cho tiếng chép rất là mịn và sáng sạch. Nó hỗ trợ ở cái giải 20 kHz rất tốt và rất ít các mẫu chép có thể lên được cái mẫu cái tiếng chép ở 20 kHz mà nó không bị chói. Nhưng riêng mẫu này nó đạt được cái cảnh tươi đó các bác ạ, và rất là êm dễ chịu. Và thân thì được sở hữu một cái loại gỗ tự nhiên, gỗ thông cao cấp. Toàn bộ những cái vân này là vân tự nhiên thôi nhé, không phải là vân nhân tạo đâu, vân tự nhiên hết, rất là đẹp và hiếm. Và phía sau thì sở hữu một cầu đỏ cầu đen để chúng ta kết nối với những đôi loa chính. Gỗ tự nhiên rất là đẹp luôn đây ạ. Những vân này vân tự nhiên hết đấy nha các bác nhé, cực kỳ là đẹp. Tuy là hàng bãi thôi nhưng về hình thức còn rất là long lanh, tuyệt hảo. Nó nổi trội hơn các mẫu tem khác là được phủ một lớp mạ chrome để tiêu âm những cái giải cao gây chói kêu và cái đầu đạn ở giữa đấy ạ. Rồi, thì cái mẫu này rất dễ phối ghép với những bộ dàn karaoke. Đây em cũng đang phối ghép trực tiếp đấy ạ, ghép trực tiếp đằng sau cầu đỏ đen và em câu trực tiếp đằng sau cầu loa lên đấy ạ. Câu trực tiếp đằng sau cầu loa lên để các bạn thấy không, cứ một đỏ một đen ở sau cầu loa là chúng ta câu lên trên này, là chúng ta cũng biết cách kết nối chép tại nhà rồi, không phải đến chuyên gia âm thanh đâu ạ. Để các bạn không, tiếng chép rất là sáng mịn. Rồi, tiếng chép rất là mịn. Vâng, em tắt chép đi con nhá, em tắt chép đi, không cho chép nó hoạt động, chúng ta nghe được cái giải âm rất tối. Vâng, bạn thấy không? Đấy, em tắt chép đi rồi. Em đang đấu cái đẩy 4 kênh. Một đôi loa 2 kênh và một đôi chép 2 kênh. Em tắt đi ạ. Vâng, tiếng khá là tối. Vâng, em đang kết nối với một đôi loa Pioneer Set 81-330. Và đây là dòng chép rời bên ngoài. Thì công suất khá là lớn, cho anh được cả đôi loa 330 cho tiếng chép rất là rõ ràng. Nói chung nghe rất sắc nét luôn. Rồi, đây là mở chép lên các bác nhé. Bạn thấy không, chép lại và được hỗ trợ nghe tiếng sáng hơn rất nhiều. Vâng, thì bên em còn những cái màu, có những màu để chúng ta có thể cân đối với những đôi loa như là màu cà phê. Màu cà phê thôi nhá, bên em có màu cà phê nữa đấy ạ. Đây là hãng đã sản xuất ra tất cả các màu để làm sao phù hợp với những đôi loa chúng ta đang sở hữu. Ví dụ các bác có đôi loa màu đen hoặc màu nâu thì các bác có thể sở hữu cho mình những cái màu nâu cà phê, màu nâu cà phê. Đấy, về tính chất và công nghệ thì giống nhau, chỉ khác màu thôi. Còn cái màu nâu này chúng ta có thể ghép những đôi loa Tannoy hay là những đôi loa Pioneer màu vàng, đó rất là đẹp, hoặc là những đôi loa Pioneer Set 88 bên em bán khá là nhiều. Nói chung rất dễ phối ghép. Đấy, các bác thấy không, rất là nhiều màu cho chúng ta chọn lựa. Tiếng chép cực kỳ là trong trẻo, rất thuyết phục tai người nghe. Tất cả những anh em chơi âm thanh lâu năm cũng phải hài lòng về những đôi loa siêu chép trội Pioneer model X200. Các em nhấn mạnh các bác nhé, đây là những mẫu chép đã được thiết kế chống cháy tuyệt đối. Chống cháy tuyệt đối vì thế các bác mua chỉ mua một lần thôi và các bác sở hữu mãi mãi, trừ khi bác nào chán rồi muốn nâng cấp những loại cao cấp hơn nữa thì các bác thay, ở đâu là không bao giờ cháy các bác nhé. Đây, bên em đang đấu trực tiếp những cái đẩy rất lớn, tiếng rất sướng các bác ạ. Bài nhạc được hỗ trợ những đôi loa siêu chép Pioneer X200 chống cháy như thế này, thực sự bài nhạc nó sáng hơn rất nhiều luôn ạ. Rồi, mọi thông tin chi tiết các bạn có thể gọi theo hai số hotline của Zika Audio. Còn đầu tiên đó là số 0963889192 và 0965503307 các bạn nhé. Đây là hai số hotline chính của Zika Audio. Được bạn thấy không? Nghe nó rất là quyện.
gần một đôi chép thôi mà cái bộ dàn này thay đổi hoàn toàn luôn về chất nhạc, rất là sinh động. Vâng, sau đây xin, cũng xin phép được dừng video nhé. Nếu bạn nào muốn sở hữu cho mình những đôi loa siêu chép Pioneer X200 chống cháy hàng bãi Nhật thì các bác có thể để lại số điện thoại hoặc comment hoặc gọi điện trực tiếp cho ZK Audio, bên em sẽ cập nhật và tư vấn cho các bác chi tiết nhé. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video ạ. Vâng, và bác nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh và nhớ ấn chuông, bên em sẽ cập nhật và chia sẻ đến các bác những cái bí quyết, những cái sản phẩm hot nhất hàng ngày. Vâng, sau đây xin phép được dừng video nhé và hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.